Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thưa ông chủ, nhiệm vụ theo dõi cô gái Sammy tôi đã hoàn thành xong rồi đó. Tốt lắm. Cảm ơn cậu vì đã theo chân nhiệm vụ này từ đầu tới giờ. Đúng rồi, bây giờ sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cậu. Đó chính là tiêu diệt con nhỏ Sammy đó cho tôi. Hả? Cái gì? Sao ngay từ đầu ông bảo với tôi là chỉ cần theo dõi cô ấy thôi mà? Tại sao hả? Bình tĩnh. Ê, đừng đánh nha, bình tĩnh rồi. Hạ cái súng xuống, từ từ mà nói chuyện. Nói chung ta nói cho ngươi biết rồi, đây chính là nhiệm vụ cuối cùng, là phải tiêu diệt con nhỏ Sammy. Nếu mà cậu làm không được á thì coi bộ là cái mạng của cậu cũng khó mà có thể giữ được. Thôi tụi bay đi. Mà khoan đã, ta nhắc trước với ngươi, tình cảm là thứ không được can thiệp vào những chuyện này. Ta nghĩ là ngươi biết điều đó nhỉ. Ráng mà làm cho tốt đi. Đi tụi bay. Tại sao mình phải làm chuyện đó chứ? Xin lỗi Sam nha, nhưng mà tôi không có thể nào có thể quyết định chuyện này được. Xin lỗi Sam. Không biết cái tên Phong Cận đâu vậy ta, tự nhiên tỏ tình với mình, bây giờ không biết nói sao luôn á. Cái gì mà tên Phong Cận? Trời ơi, trước giờ mình đâu có thích ai đâu mà sao mình phải ngại vậy? Nghĩ sao vậy? Tôi sao mà tôi thích Phong Cận được? Tôi là chùm chương mà, chùm chương làm sao biết yêu được đúng không? Mình nói cái gì không nè? Trời ơi! Ủa sao cái mặt cậu tè le tè lua vậy? Hả Phong Cận tại gì? Hồi nãy tôi mới bị té cầu thang á, thôi đừng quan tâm, từ từ. Đây, đó, đẹp trai đó. Phong Cận hả? Chuyện hôm qua thì thật ra tôi... Thôi, từ từ, bình tĩnh, cái chuyện hôm qua cứ để tạm qua bên đi, từ từ trả lời sao cũng được. Nhưng mà hôm nay tôi muốn rủ Sam đi chơi công viên nè. Sam muốn đi chơi chung với tôi không? Đi chơi công viên hả? Đúng rồi. Chưa theo mình thấy được, cái này trên phim người ta gọi là hẹn hò đúng không? Hẹn hò à? Đây là lần đầu tiên mình hẹn hò. Chết rồi, giờ sao đây? Đi chơi hả? Đi chơi bình thường thì tôi đi á. Tôi định là tôi bận rồi đó, nhưng mà tại vì ông rủ nên là tôi đi á. Rồi thôi được rồi, tôi đi á. Ok, vậy hẹn gặp lại nha. Trời ơi, vui quá. Sao hôm nay cái tên này hơi lạ ta? Thường thường ổng tận tận lắm mà sao ổng hơi kỳ kỳ nhỉ? Thôi chắc là không sao đâu, chắc là ổng ngại á. Trời, đây là lần đầu tiên mình đi chơi riêng với một người con trai. Hả? Bây giờ làm sao đây? Bây giờ phải... Bây giờ về sớm, mình còn phải chuẩn bị áo quần đúng không? Đừng làm về nha. Đây. Trời ơi, hôm nay đi chơi chọn bộ nào đây ta? Trong nhà mình có bộ nào hết trơn vậy? Chả biết mặc gì hết trơn. Khó ghê luôn á. Thôi, bây giờ chắc phải lựa thêm thôi. Ba đi ra đây. Con gái của mình, con gái của mình nó làm gì mà nó lựa đồ quá trời luôn kìa. Không lẽ nữa đang có chuyện gì ta mà nó giấu mình? Tôi nghi nha. Có khi nào con gái mình ở trường bị bắt rạt không? Chứ còn bình thường có bao giờ con bé lên lựa đồ đó, thế lại còn mấy cái đồ màu sắc chưa thấy kia đâu trời. Nó mới bị sang chấn tâm lý lắm nên nó mới thể hiện ra như vậy. Con gái. Ba mẹ. Đi ra đây, con gái, con có chuyện gì, con nói cho ba mẹ nha đi. Ai đã đầu trả đến con, ai là con tâm lý, con lộn không? Ba mẹ bình tĩnh đi, để con nói nè. Hôm nay con đi chơi với một bạn nam, được chưa? Tôi thấy là không được rồi, cái này mình phải đi ra, mình phải kiểm tra xem, bạn nam á. Đi chơi với bạn nam? Bạn của con mới quen, nói chung là bạn trên trường con thôi, chứ có gì đâu. Đừng có nói với ba rằng là. Đây. Cái gì vậy? Con mình đi chơi với con trai, mà hẹn hò, mặc đồ là hẹn hò đó, Không lẽ là con có bạn trai sao? Đâu có đâu, con chỉ đi chơi bạn con thôi, nghĩ sao con có bạn trai vậy? Con đi chơi đúng không? Để
nào chuyên gia này. Đây đây, cái gì? Xem ba mẹ đi theo ba mẹ. Cái gì vậy? Trời ơi, đi đâu vậy con? Để con tự lựa. Trời ơi, ba mẹ làm cái gì vậy? Đi theo ba mẹ, để ba mẹ lựa cho. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, đi theo ba mẹ đi con. Ba mẹ ơi, đây 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 đây, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái áo này. Bộ đồ đầu tiên, bộ đồ màu xanh mang phong cách bãi biển tươi mát cho ngày mới cực vui. Nhưng mà nó xấu lắm. À, bộ khác hả? À, rồi, đợi xíu, đợi xíu. Rồi, không sao, thay bộ khác, thay bộ khác. Màu hồng đáng yêu ngọt ngào. Đó, con yêu thấy sao? Cái gì? Hồng cánh sen hả? Con ghét cái nào mà hồng cánh sen luôn á. Trời ơi. Đó hả? Rồi, thay tiếp, thay tiếp. Cái này là cái gì? Hả? Bộ đồ tiếp theo mang phong cách hòa hướng dương cho ngày mới cực tươi. Và sau đó, gì đó ai biết. Nói chung là tươi á. Trời ông ơi, ông nói vậy là không mô tả được cái bộ đồ này. Bộ đồ này là sự tươi sáng của một cô gái mới lớn đó. Trời ơi, trong sáng ba mẹ đó. Ơi, ba mẹ lựa đồ gì kỳ vậy? Thôi bây giờ để con tự đi từ lựa đồ. Ba mẹ đứng đó đi, để con đi. Mệt ghê luôn à, khổ quá. Bộ đồ con gái. Con gái. Thấy cũng đẹp mà ta. Ừ, đẹp mắt. Trời ơi, bộ đồ này nhìn còn đỡ hơn á. Mấy phong cận tới cho ta. Wow, trời ơi, anh trai sao cái bộ đồ anh trai ngầu vậy? Anh trai mua ở đâu rồi chỉ cho em được không? Em cũng hết mặt vét lắm á. Những cái gì nhiên chửi người ta trời, ta hỏi thôi chứ. Không được. Sam ơi. Phong. Sao cậu đón tớ hả? Đúng rồi, tớ đây để đón cậu đi chơi nè. Nhưng mà sao tự nhiên trong nhà cậu nhiều mấy cái anh vệ sĩ quá vậy? Trời ơi, kiểu này là Phong sẽ tưởng mình là Maya chị đại quá. Cái này hả, cái này là mấy bức tượng thôi. Cậu nghĩ sao vậy? Đây là bức tượng thôi. Ủa dạ, ủa sao bức tượng nãy biết chửi mình ta? Đừng yên nha, kia đứng yên nha. Đứa là nhúc nhích là biết tay nha. Đây chỉ là những bức tượng thôi, nên cậu đừng có lo nha. Để mình xíu. Đập hoa nè. Nè, tặng cậu hoa nè. Hả, mà mình đi chơi nha. Không được, thôi bây giờ tụi mình đi chơi nha. Bây giờ cứ thân trẻ giờ bây giờ thôi mình đi nha. Ok đi thôi, let's go. Đi thôi. Hôm nay vừa có trời luôn á, đúng không Phong? Phong ơi. Chuyện gì vậy? Sammy à? Hả? Tôi có điều này muốn nói với Sam, nhưng mà hy vọng rằng là cậu sẽ tha lỗi cho tớ. Xin lỗi cậu. Ủa là sao? Hả? Phong Cận à, tốt lắm Phong Cận. Không ngờ là ngươi lại có can đảm làm được cái nhiệm vụ này đó. Con bé Sammy, cái tên kia, ta cũng đã bắt được ngươi. Ngươi đâu? Bắt nó cho ta. Phong Cận là sao? Xin lỗi Sam. Chuyện này là sao? Hả Phong Cường? Thả tôi ra. Cái gì vậy? Hả? Ngươi là rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại bắt ta hả? Còn Phong Cường? Xin giới thiệu với ngươi, ta chính là ông Trùm. Thật ra Phong Cường TV, người bạn mà ngươi biết á, cũng chỉ là đệ tử mà ta đưa ra để tiếp cận ngươi thôi. Cái gì? Không ngờ lại có một đứa gốc lại đi tin đâu á. Đệ tử mới sao? Rõ ràng cưỡi mặt ông sinh mà. Là sao? Tới giờ mà ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Phong Cận là một điệp viên, không phải người bạn trai mà ngươi mong muốn đâu. Thôi được rồi, ta không muốn mất thời gian nữa đâu. Phong Cận à, đây á chính là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi. Mà tiêu diệt con nhỏ này đi. Phong Cận, nhiệm vụ cuối cùng của cậu là tiêu diệt tôi hả? Không phải cậu là một học sinh bằng tuổi Sammy à, ngươi á cũng vô dụng giống như là ba mẹ của ngươi vậy đó. Chả được cái tích sự gì. Phong Cận, mau giải quyết nhanh lên thôi. Tôi xin lỗi cậu. Chạy đi Sam ơi, chạy đi lên. Trời ơi. Chạy nhanh lên, cứ chừng bị bắt nha. Chị anh đi Sam. Tôi biết rồi. Đứng lại rồi. Bây giờ sao? Đứng lại rồi. Đứng lại. Trời ơi. Đứng lại rồi. Tụi nó đâu rồi? Đi thẳng lên tìm tụi nó cho ta. Trời ơi. Mày quá. Trời ơi, tôi
khó thở thật sự chứ. Ủa, Phong Cận, rõ ràng là cậu định bắn tôi mà, tại sao cậu lại cứu tôi chứ? Có chuyện gì ở đây vậy? Thì đơn giản là tôi muốn cứu cậu thôi. Cứu tôi hả? Tôi biết thừa cậu là một mafia. Mafia thì làm sao tôi tin được cậu hả? Hả Phong Cận? Tôi biết tôi là mafia. Tất cả mọi chuyện đều là tôi lừa cậu. Nhưng mà lừa gì thì lừa, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu là thật. Tôi không lừa dối cậu. Cậu cậu nói thật hả? Rốt cuộc chuyện là sao ta? Tình cảm đủ rồi đó mấy đứa nhóc. Thì ra là mấy đứa nhóc này trốn ở ngay đây sao? Công nhận là hai người cũng tình cảm điện đó. Nhưng mà tiếc thiệt, bây giờ cả hai người sẽ đều bị ta tiêu diệt. Tên trùng trường này to gan. Bây giờ hồi cho tôi ngứa tay ngứa chân chưa đụng vào hết trơn. Phong Cận, nếu cậu bảo cậu thích tôi thật lòng thì cậu có sẵn sàng đánh mấy cái tên kia chưa? Yên tâm đi, tôi dù gì cũng là một điệp viên mà, còn cậu là con gái của mafia. Như vậy thì mấy cái tên nhãi nhép này thì là gì chứ? Được rồi, đừng có nói nhiều nữa. Từ từ, trước khi để tôi đánh với nhau với bọn này, để tôi thay bộ đồ cái đã. Trời ơi, cái bộ đồ làm tôi khó chịu quá. Trời ơi, bộ đồ này mới thoải mái chứ. Thì ra đây mới chính là con người thật của cậu hả? Chứ sao, cậu nghĩ tôi là người yếu đuối hả? Bây giờ không nói nhiều nữa, sẵn sàng chưa? Phong Cực mafia. Được, tôi sẵn sàng rồi. Rồi, bây giờ thì biến lên thôi. Các người tưởng rằng là mấy cái cú đấm nhẹ hiều của mấy người có thể làm cho ta đi đâu hả? Không có dễ gì đâu, dù gì ta cũng là điệp viên và sếp của các người mà. Mấy cái tên này, ôi khó chịu thật chứ, dám đánh ta hả? Trời ơi, tên này này ngươi cho chết, dám chừa, dám đánh ta hả? Biết ta ai không hả? Trùm trường đó, cái tên khó chịu này. Cuối cùng cũng xong á, đánh xong rồi. Trời ơi, bọn này yếu nhưng mà nó nhiều quá. Trời ơi, tính ra cậu cũng mạnh chứ bộ. Thì tôi chính là một điệp viên mà, nghĩ sao lại không mạnh chứ hả? Mà cậu là con gái, coi bộ cũng ghê gớm thiệt đó nha. Tất nhiên, tôi là trùm trường mà. Vậy mà tôi tưởng cậu là một cái tên mọc sách chứ. Hóa ra là mafia. Hèn chi, thấy nghi nghi rồi. Mà Sammy à, còn câu hỏi của tôi nữa, cậu vẫn chưa chịu trả lời đó. Câu hỏi hả? Không lẽ cậu hỏi gì tôi ta, sao tôi không nhớ nhờ? Câu gì? Thì lời tỏ tình của tôi đó. Cậu quyết định như thế nào? Cậu có đồng ý không? Tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ trả lời cho cậu thật lòng của tôi. Được rồi. Đó là... Cậu nghe câu trả lời của tôi đúng không? Thật ra... Tại sao bọn nó có thể mạnh như vậy được chứ? Thôi được, nếu đã như vậy rồi thì... Đây chính là hậu quả của các ngươi. Đúng vậy. Mấy cái tên kia. Sam, Abby, tao nghe coi làm gì vậy hả? Nhỏ ngu lắm, cuối cùng người ta cũng tiêu diệt được nó rồi. Ta đi nha. Ơi, Sam ơi, bà đừng có làm tôi sợ nha. Tôi biết là bà không sao đâu mà. Sam ơi, Sam. Phong Cận, tôi. Sam, tôi đây. Bà có sao không vậy? Tôi cảm giác nhức đầu quá, tôi không biết nữa. Nhưng mà nó nhức đầu lắm. Mà bà yên tâm, tôi sẽ đưa bà vào bệnh viện. Sam ơi, tôi biết là mọi chuyện này cấp gáp quá, nhưng mà tôi nghĩ chắc không kịp nữa đâu. Tôi cũng thích ông Phong Cận. Không, bà tỉnh dậy đi bà. Sam ơi, bà tỉnh dậy đi bà. Sam. Sammy à, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Tôi nhớ bà quá. Không biết bây giờ bà đang ở đâu nhỉ? Hy
vọng sẽ có ngày chúng ta sẽ gặp lại được nhau. Diễn phim Hàn Quốc một xíu, tôi thấy gọi là tình cảm của hai đứa mình giống trong phim á. Trời ơi, cái gì mà tình cảm gì, đứng đây, trời ơi, đứng lại, tôi quay cái tay này, trời ơi, trời ơi, trốn, chật chật, trốn, chật chật, trời ơi, đứng lại quay. Tôi đang diễn phim vậy á. Diễn phim cái gì, trời ơi, diễn phim rồi. Trời ơi, chật chật là đứng lại đi. Trời ơi, là trời, đứng lại quay. Ai, ngơi luôn á, thấy chưa. Trời ơi, quýnh đầu còn chết. Nếu mà chật chật với tôi á, thì chắc chắn ông đâu bị đánh đâu. Nếu các bạn thắc mắc hung dữ. Và để các bạn thắc mắc mình với Phong là gì hả? Là gì ta? Phong ơi! Phong! Hả? À? Bây giờ hôm nay ông mà chật nhật xong, tôi sẽ đi hẹn hò với ông, chịu không? Hả? À, cái gì? Thiệt hả? Được, được, để tôi vô tôi dọn hết nguyên cái trường luôn. Ôi, các bạn ơi, tránh ra để mình dọn cho. Vậy nha, các bạn biết tụi mình là gì rồi đúng không? Bye, bây giờ tôi phải đi chơi nhật thôi, bye mọi người. Sam à, bà tỉnh dậy đi bà. Sam. Trời ơi, cái gì mà nguyên nhức đầu vậy, tôi có bị gì đâu. Trời ơi, để xem ạ. Ủa? Cái tên kia đi gì vậy? Hả? Cái tên kia đi gì vậy? Hả? Trời ơi, ơi mày gần chết à. Nãy cái tên cái bắn súng ra sợ gần chết à. Tôi phải diễn với bộ. Giống chị sao vậy? Ông bắt hụt mà. Tôi là chùm trường mà. Mấy viên đạn cái làm gì được tôi đâu. Vậy là tôi hơi sợ súng thôi. Nên tôi giả tôi nằm xỉu đó. Thấy chưa? Cái gì? Là... mệt ghê luôn à. Là bà giả vờ bị bắn trúng vậy hả? Ủa chứ sao? Ông nghĩ sao vậy? Ủa? Ai, trời ơi, bà làm tôi giật mình luôn á. Sam à. Cái gì vậy? Xin lỗi ông nha. Em biết lỗi rồi anh ơi, em lần sau không dám nữa đâu. Không nói nhau. Để nghe anh lên xe tôi chở đi ra đồ có bạn nhé. Dạ. Trời ơi, chung đá hùng mới thay.